Một số artist đã truyền cảm hứng cho mình. Có bạn nào giống như mình mỗi khi bị adblock đều đi ngắm tranh của artist khác không? Hôm nay mình sẽ chia sẻ top 3 artist mà mình yêu thích. Đầu tiên là artist này nè mọi người. Phải nói là các tác phẩm màu nước của artist này đúng kiểu trong trẻo luôn. Còn về màu sắc thì rất chi là tươi sáng và nhẹ nhàng. Mình học hỏi được nhiều thứ từ bạn này lắm đó. Đến với artist thứ hai với phong cách siêu ma mị, đó chính là Yuko. Artist này chuyên vẽ acrylic và digital với các tác phẩm theo phong cách tinh quái và cổ điển. Và trong tay mình đang có chiếc sổ có những tác phẩm của artist Yuko. Với chiếc sổ này chúng ta có thể vừa ngắm tranh vừa vẽ mà không cần phải lên mạng đâu đó. Quá là tiện lợi phải không nè? Với artist cuối cùng chính là artist này đây, ta-da. Bởi vì mình rất mê cái tác phẩm của artist này không chỉ vì màu sắc ấn tượng mà còn là vì artist này vẽ chai đầu đinh siêu đỉnh. 8 mấy giờ thì tranh mình vẽ cũng đã xong rồi. Còn bạn thì sao? Đâu là những họa sĩ đã truyền cảm hứng cho bạn? Nhớ comment cho mình biết nha.